về ăn cưới đi. Để về ăn cưới ai? Nhà mới đây. Không biết là mình ăn cưới người mới là cho là mất tiền phải không? Ăn nhà mới á? Ờ. Tiền gì? Điên à? Mừng nhà mới mất tiền. Thấp. Em thích thì em cho thôi. Còn nó mừng là nó mất tiền, hiểu chưa? Như nhà anh ăn trước khi ăn nhà mới ở đây đấy. Mời hàng xóm mấy anh chị bán lô đề đến ăn đấy. Có ai đưa tiền đâu. Ừ. Tin không tin hỏi mẹ xem. Không. Ăn nhà mới là người ta tán độc ra đấy, em hiểu không? Người ta ăn để tán độc ấy, mình mời đến ăn để tán độc ấy. Còn nhiều cơm quá thì còn cụ thằng cô mẫu. Đám cưới em thì nó đi. Mừng bao nhiêu? 300 thì thôi nghỉ mẹ đi. Đợt trước em đám cưới nó em mừng 400 nhưng mà em qua đi. Chắc rồi em nghĩ nó là, cho nó nghĩ là nó không đi thì nó mừng 300 thôi. Nó ăn 100 gỗ. Thế nó không đi. Không được. Ai chứng văn rồi đấy. Thôi em ở nhà cho nghỉ khỏe. Đi làm gì?